Thưa quý vị và các bạn, sông Lòng Tàu là tên gọi của nhiều đoạn sông thuộc huyện Cần Giờ, nằm ở phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, nối biển Đông với các cảng biển của thành phố. Với dòng chảy ổn định, vị trí thuận lợi, sông Lòng Tàu có vai trò quan trọng trong cả giao lưu đường thủy và chiến lược quân sự. Ca dao Nam Bộ có câu: nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Theo dân gian, nơi nước chảy chia hai ấy là ngã rẽ của hai con sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, theo hướng nước lớn từ biển chảy ngược lên thượng nguồn khi triều cường. Bắt đầu và kết thúc sông Nhà Bè đều là một ngã ba. Ngã ba gần cửa biển là nơi gặp nhau của ba con sông Nhà Bè, Lòng Tàu và Xoài Rạp. Sông Lòng Tàu có chỗ sâu 15 mét, chảy quanh co, cắt ngang rừng rác trước khi đổ ra biển Đông. Từ đầu nguồn sông ở Nhà Bè xuôi xuống thì sông Lòng Tàu chia làm hai, nhánh về phía Tây là sông Đồng Tranh chảy về phía cửa Xoài Rạp, nhánh phía Đông là sông Lòng Tàu chảy ra vịnh Gành Rái. Với vị trí là cửa ngõ đường thủy, địa thế quanh co hiểm trở khi chảy qua rừng rác, nơi đây đã trở thành địa điểm căn cứ tranh chấp của cả ta và địch trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, từ khi khởi đầu lịch sử của vùng đất Sài Gòn gia định cho đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, sông Lòng Tàu đều ghi đậm những chiến công oanh liệt của cha ông ta, trong đó cách đây không xa là chiến công của lực lượng đặc công rừng sát. Có thể điểm qua nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử đã diễn ra trên sông Lòng Tàu. Xuân Nhâm Dần năm 1782, Quang Trung Nguyễn Huệ dẫn một đoàn thuyền chiến vào cửa Cần Giờ, đánh tan đội quân của Nguyễn Ánh, gồm 400 thuyền chiến và 70 ghe lớn ngay tại ngã 7, một ngã rẽ của sông Lòng Tàu. Đầu năm 1859, sau khi quân Pháp đánh chiếm pháo đài phòng thủ Vũng Tàu, tiến quân vào cửa biển Cần Giờ nhằm chiếm Sài Gòn gia định. Suốt 3 ngày 3 đêm, trên con sông này, quân Pháp đã gặp phải sự kháng cự kiên cường của quân và dân ta. Trong lịch sử truyền thống của lực lượng đặc công rừng sát có một trang về chiến công đánh đắm con tàu vận tải quân sự mang tên Ba Tông Rouge Victory trên khúc sông Ngã Bảy, một nhánh của sông Lòng Tàu, vào ngày 23 tháng 8 năm 1966. Con tàu chiến có tải trọng 10.000 tấn, từng là niềm tự hào số 1 của Hải quân Mỹ ở chiến trường sông nước Nam Bộ lúc bấy giờ. Đây cũng là lần đầu tiên quân ta đánh chìm một tàu địch đang chạy, chứ trước đó chỉ đánh tàu đậu ở bến cảng. Nó mở ra một cái kỷ nguyên mới là trung đoàn 10 có đủ điều kiện để đánh bất loại tàu vận tải trên sông, có sông Lòng Tàu, thì cỡ nào mình đánh vẫn được. Cho nên từ đó nó là từ năm 1967 trở đi, thì trung đoàn 10 sẽ đánh tàu đậu, tàu chạy trên sông, rồi cũng như tàu đánh là tàu đậu tại cảng. Thì là ví dụ như cái đại đội 5 trung đoàn 10 rừng sát á, nó hai lần được tuyên dương anh hùng, mà 8 anh hùng á là nó chuyên môn đánh cầu, đánh tàu đậu tại cảng Nhà Bè, tàu nào cỡ nào thì trung đoàn 10 vẫn đánh được. Hiện nay, việc di chuyển trên sông Lòng Tàu cũng đòi hỏi phương tiện và những người lái tàu có nhiều kinh nghiệm mới có thể đi lại được. Những người cựu chiến sĩ đặc công rừng sát như Thượng tá Trần Ngọc Soạn cũng ít có dịp về lại nơi này. Nhưng ông vẫn giữ nhiều tư liệu quý và niềm tự hào về trận đánh tàu Ba Tông Rouge Victory. Theo các tài liệu đã công bố, trên tàu Ba Tông Rouge Victory bị đánh chìm có 100 xe thiết giáp M113, 3 chiếc máy bay phản lực và một khối lượng lớn lương thực, thực phẩm, đủ nuôi cả một sư đoàn Mỹ. Tất cả đều đã bị vùi dưới đáy sông Lòng Tàu. Nói chung là cái sông Lòng Tàu á, là đối với địch cũng rất là quan trọng. Vì hồi đó thì học thì các anh xác định là Lòng Tàu là một cái yết hầu, như một cái cổ họng á, mà nó lương cái thực phẩm lương thực theo cổ họng đi vào là trong Sài Gòn là một cái bao tử,
Đó. Cho nên là có những cái thời gian làm thế nào công ty xác định nhé. Có cái khẩu hiệu là sông Lòng Tàu là quyết chiến điểm. Đầu tiên nhiệm vụ là đánh sông Lòng Tàu trước, nhưng mà sau đó là giao nhiệm vụ là cho đoàn 10 là đánh là kho tàng, bến cảng. Nhưng mà có cái khẩu hiệu là bến cảng kho tàng là nhà, sông Lòng Tàu là quyết chiến điểm. Cái bến cảng kho tàng vẫn đánh, nhưng mà cái sông Lòng Tàu rất là quan trọng. Cho nên là đánh một cái tàu Victory á, là nó ngừng lại cái vận tải của nó đó. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 100 năm, sông Lòng Tàu với độ sâu âm từ 7 đến 8 mét đã trở thành luồng tàu biển quan trọng cho các cảng nằm trên sông Sài Gòn, sâu trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. 40 năm sau ngày giải phóng, cùng với sông Xoài Rạp, sông Lòng Tàu đã trở thành tuyến đường thủy quan trọng kết nối khu vực Nam Bộ với khu vực Đông Nam Á và thế giới. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế xã hội đất nước, các kho tàng, bến cảng trên sông Lòng Tàu đã được tu sửa, mở rộng và hiện đại hóa để không ngừng tăng cường khả năng tiếp nhận hàng hóa, đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả vùng Nam Bộ nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bất cứ ngày nào, sông Lòng Tàu cũng luôn tấp nập tàu đủ các quốc tịch qua lại. Không chỉ là tuyến đường thủy huyết mạch nối ra biển, sông Lòng Tàu còn làm nhiệm vụ điều hòa con nước cho rừng sát, làm phong phú thêm hệ động thực vật, hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ. Cũng chính những người bộ đội đặc công khi xưa lặn lội dưới cánh rừng ven sông Lòng Tàu để đánh giặc bảo vệ quê hương đất nước, thì hòa bình, họ lại tiếp tục gắn bó, làm xanh lại những cánh rừng bị bom đạn tàn phá. Năm 78, 79 thì theo cái chủ trương của nhà nước là khôi phục lại cái rừng đó, cái trồng nước đó, thì tôi có một tiểu đoàn trồng nước cũng phục cái gì đó, trồng nước. Thì bây giờ là nước xanh tươi, trồng không phải là trồng hết đâu, còn trồng khoảng độ 200 hectare như đó. Bây giờ là nước tùm à. Rồi dân người ta làm đùng, làm đập rồi đó. Rồi bây giờ là vừa rồi tôi mới dự cái họp là của cái phòng hộ đấy. Làm bằng bê tông. Trước kia là trong chiến tranh cây thì cũng có, nhưng mà cây thấp chứ không phải như nước bây giờ. Rồi chất đỏ học ra rải khai quang đi, rồi mình trồng cái nước bây giờ là cao. Vào trong ấy thì có những cái chỗ mà nước có thể cao 5-6 thước rồi đó, thì bây giờ là mình bảo vệ đó, thì nó là cái lá phổi của thành phố. Với vị trí địa lý là cửa ngõ đường thủy nối thành phố Hồ Chí Minh với biển Đông, sông Lòng Tàu gắn liền với những chiến công vang dội của lực lượng đặc công rừng sát. Một chiến khu đặc biệt trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ. Những chiến công ở sông Lòng Tàu vừa khẳng định khả năng sáng tạo của quân và dân ta trong chiến tranh, vừa góp phần không nhỏ để dân tộc ta có ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.